Vâng, chào các bạn và quý vị đã quay trở lại với clip chia sẻ của mình ngày hôm nay. Thì hôm nay mình làm clip nói là trả lời câu hỏi của rất nhiều bạn hỏi mình á. Thì bữa trước mình có chia sẻ với các bạn về cái cách để xin lại cái hồ sơ mà hồ sơ hay giấy tờ mà các bạn đã gửi đến cục nữ cảng này, hay là xin một cái để tải và in cái tờ đơn để xin cấp hộ chiếu vaccine đấy. Đó thì có rất nhiều bạn mình đã gửi cái đường link và cái đường link để tải đơn cho các bạn đấy. Thì nhiều bạn lại không có máy tính đó, thì các bạn rất nhiều bạn hỏi anh ơi làm nào để in được cái tờ này bây giờ, hay là muốn in cái này ra để gửi lên cục nữ lên nữ cảng, hay là gửi đến si nơi để cấp hộ chiếu vaccine làm thế nào đó. Thì mình cũng để mình rất một hai bạn thì không sao, nhưng mà rất nhiều bạn như này thì mình không thể nhắn tin cho từng riêng cho bạn được, cho nên mình làm luôn clip cho các bạn, chia sẻ cho các bạn tự xem và tự làm cho nó đơn giản. Đó thì để tải được những tờ đơn từ bản PDF từ trên online ở ngoài Comini ấy, thì làm như thế nào? Thì bình thường để in được thì các bạn phải có máy in này, hay lồng lỏng đấy. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách để các bạn in từ chiếc smartphone của bạn, không làm gì cả, các bạn chỉ cần lập lệnh ở trên điện thoại thôi, rồi các bạn đi ra ngoài chỗ cửa hàng 7-Eleven, rồi các bạn ấn nút rồi nó sẽ tự động in ra cho các bạn. Thì đầu tiên thì các bạn để in được thì các bạn cần phải chuẩn bị những thiết bị gì? Thì đầu tiên các bạn ai có smartphone rồi thì mình sẽ quay lại cái màn hình này và chia sẻ cho các bạn nhìn cho nó dễ. Bạn chờ mình một chút. Rồi, ok, thì để tải được, để in được cái tất cả những cái tài liệu ở trên online để in ra thì các bạn sẽ vào cái app store, các bạn tải cho mình cái app nó mang tên là Kantan NetPin nhé, Kantan. Rồi thì các bạn chỉ ấn chữ Kantan thôi là nó sẽ hiện ra cái Kantan NetPin này ngay đầu tiên này. Đó chính là cái màn hình đây. Thì cái app này mình đã tải và sử dụng rồi nên là mình không tải nữa, thì mình sẽ mở luôn cho các bạn. Thì các bạn tải lần đầu thì các bạn sẽ ấn vào đây rồi thì hiện ra như này thôi, thì đơn giản như này thì bạn tải ra rồi đó. Đầu tiên các bạn cần phải tải cái app này về đó. Tiếp theo thì mình sẽ làm ví dụ trên hai trường hợp. Một là các bạn là trong trường hợp mà mình gửi mail cho các bạn, có rất nhiều bạn là mình gửi cái form để dịch bản sổ khẩu ấy, thì các bạn sẽ tải về như thế nào, hay là những cái form giấy tờ đơn xin, nói chung tất cả những cái file mình đã gửi cho bạn, hay là các bạn để in những cái bản giấy tờ từ trên online về đó. Thì đầu tiên này thì ở mail đi, thì mình sẽ mở cái mail ra, ví dụ những cái mail mà mình đã gửi cho các bạn rất nhiều đây, đã gửi cho các bạn này, ví dụ sổ khẩu thôi, mình lấy cái gì cho nó dễ hiểu, đổi hộ chiếu này, form đi cảng, ví dụ nhé, mình sẽ lấy cái mình gửi cho các bạn form đi cảng này. Sau khi mà các bạn nhận được cái mail mà mình gửi cho các bạn ấy, thì các bạn sẽ mở cái mail này ra, đó đây chính cái form để xin lại cái giấy tờ đã nộp lên nữ cảng này đó. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái mũi tên ở phía trên đầu này, thì các bạn sẽ mũi tên ô vuông bên đầu này, các bạn sẽ ấn vào đây rồi. Thì ở đây nó có hai dòng, một dòng đầu tiên là cái Facebook liên lạc thì không nói rồi, thì các bạn sẽ dòng dưới này để có phần tin nhắn này, mail này, Messenger này, thì các bạn sẽ kéo ra kéo sang bên này, thì các bạn sẽ nhìn thấy cái app mà các bạn vừa tải lúc ban đầu ấy, đó là cái Kantan NetPin này, thì các bạn sẽ ấn vào đây rồi đấy, thì nó sẽ tự động chuyển đổi từ trên online và nó nhảy luôn vào trong cái app này rồi. Đây chính là cái bản mà các bạn cần in. Rồi tiếp theo bạn sẽ lựa chọn và cài đặt cái khổ giấy của nó, thì ở đây có rất nhiều loại khổ giấy này, A4, A3, A5 và A4 và cái dạng Hagaki đó, thì mình sẽ để ở dạng A4 rồi. Tiếp theo phần dưới là chọn màu, tiếp theo là printo, cái này cái tích ô trên đầu này là sẽ lựa chọn khi mà bạn in ở ngoài máy á, ngoài 7 ấy, Eleven thì các bạn lựa chọn ở đấy, hai là các bạn lựa chọn luôn ở đây. Thì mình sẽ lựa chọn luôn đây, thì các bạn khỏi ra khi các bạn không có cài đặt gì cả, các bạn sẽ in màu này, cái này là bản đen trắng rồi không cần in màu, thì các bạn sẽ ấn vào màu đen trắng này. Thì đen trắng và in màu thì giá nó sẽ khác nhau, đen trắng thì nó chỉ là 20 yên trên một tờ thôi. Còn nếu mà bạn in màu hình như là 60 hay là 80 yên một tờ, tím mình ra đấy mình sẽ ở đây này, có phí luôn này đó. Thì này đen trắng thì là 20 yên một tờ, còn bạn in màu là 60 yên một tờ đấy, ở với cái dạng là B5, A4 và B4 ở đây đã, các bạn nhìn để biết thôi, mình sẽ thoát ra. Tiếp theo bên dưới này thì các bạn xong rồi, bên dưới này không cần gì cả. Sau đó các bạn sẽ nhìn ở bên trên đầu này có cái dòng Toroku này là đăng ký đấy đó, rồi các bạn sẽ ấn vào đây rồi. Nó đã update thành công rồi, thì các bạn sẽ đóng lại rồi các bạn chờ tầm mấy giây nữa nó sẽ update và nó sẽ cấp cho các bạn một cái mã 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 để các bạn ra ngày Comini bạn in đấy.
Rồi thì bạn sẽ cầm cái mã BES, các bạn chụp ảnh màn hình này hoặc các bạn cứ cầm luôn này đi là thôi. Đó là trong hơi trường hợp đầu tiên là các bạn khi mà các bạn nhận được mail mà mình đã gửi cho các bạn đó thì bạn in như thế nào. Tiếp theo là một trường hợp nữa là các bạn mình khi mình nghỉ những bạn mà mình đã gửi cái đường link ở trên comment ở dưới YouTube đó, thì các bạn nhận được cái đường link đó thì các bạn sẽ click như thế nào thì mình sẽ lấy ví dụ nhé. Trên này có rất nhiều bạn này, Phúc Tổ này. Đó, ví dụ như bạn Phúc Tổ này nhá, giúp em tìm của Kurameshi của Fukuoka nhé, thì mình đã gửi cho bạn cái đường link đây rồi, thì các bạn sẽ chỉ ấn vào cái đường link này thôi. Đó thì các bạn chỉ ấn là nó sẽ hiện ra cái bản bản để đơn để xin cái hộ chiếu vaccine này cho bạn. Đó thì cũng giống như kia kia thôi, thì các bạn sẽ nhìn ở bên dưới phần dưới cùng này, nó sẽ có cái mũi ô vuông hoặc cái mũi tên này, thì các bạn ấn vào đây. Rồi tiếp theo thì các bạn giống như lại thôi, thì các bạn sẽ kéo cái này sang để lựa chọn vào cái máy in, bạn ấn vào đây. Rồi nó sẽ tự động chuyển sang này. Tiếp theo các bạn vẫn cài đặt bên dưới này thôi, khổ bốn ạ, của giấy A4 này, in này, bạn in đen trắng này cho nó rẻ 20 yên này. Rồi tiếp theo các bạn chỉ ấn và ấn đăng ký ở bên này thôi. Rồi nó đã update xong rồi, các bạn tắt này đi. Rồi các bạn chờ trong vài giây thì nó sẽ update và nó sẽ cho các bạn cái mã để các bạn in đấy. Rồi các bạn chờ một chút. Đó là trong trường hợp số 2. Tiếp theo trường hợp số 3 là trong trường hợp mà các bạn ví dụ bạn là các bạn chờ mình một chút nhé, ví dụ các bạn tìm trên này hướng dẫn luôn các bạn, ví dụ trong trường hợp này đây bạn sẽ tìm cái đơn của từng nơi các bạn đang ở, ví dụ như bạn này Yokosetsu có đây là Kurame này, si này đó, những trường hợp kia này các bạn sẽ ấn vào cái si của bạn nhé, tên si của bạn sẽ hiện ra luôn, ấn vào đây rồi Kurame Fukuoka này, các bạn kéo xuống đây, kéo đây đây thì các bạn cái Fukusaki này thì các bạn đấy là cái địa chỉ mà các bạn sẽ phải gửi tới. Tiếp theo là các bạn nhìn thấy này, xin xê sộ, các bạn nhìn thấy cái dòng xin xê sộ này, các bạn PDF này thì các bạn sẽ ấn vào đây, rồi các bạn sẽ nhìn thấy đây thì nó sẽ hiện chuyển các bạn sang một cái trang này. Sau đó thì các bạn giống như nãy thôi, thì các bạn sẽ ấn vào cái mũi ô vuông có hình mũi tên để còn chia sẻ nút xe, rồi các bạn sẽ ấn vào đây, rồi các bạn lại chuyển nó vào cái máy in là cái Kantan FP này, các bạn ấn vào đây. Rồi nó lại một lần nữa nó sẽ chuyển cho các bạn sang như này. Rồi các bạn một lần nữa là các bạn sẽ cài đặt cái thông tin khổ giấy này, màu này, mình cho em đan trắng cho 20 yên mà tờ này. Tiếp theo các bạn sẽ ấn vào đăng ký. Rồi sau khi nó update xong rồi thì các bạn tắt đi thì nó sẽ cho bạn một cái mã in. Rồi ok, đó là xong rồi đấy. Còn trong trường hợp mà bạn có in từ máy điện thoại sang thì quá đơn giản rồi, thì các bạn sẽ đơn giản in từ những cái giấy tờ mà các bạn đã có sẵn trong máy điện thoại nhé, thì các bạn sẽ ấn vào Kantan FPIN này, rồi nó có một cái nút ô cộng bên dưới này. Rồi thì ở đây nó có tất cả những cái hạng mục các bạn có thể lựa chọn này, sẽ xin data bự này, các bạn chọn ảnh này, chọn file này, văn bản này, hoặc là các bạn thao tác từ những cái app khác sang ấy, thì ví dụ mình bạn chọn sẽ xin này thì người ta sẽ hỏi bạn chọn truy cập vào tất cả ảnh hay là lựa chọn ảnh, thì bạn chọn tất cả đi. Ồ, đây toàn cái ảnh thông tin cá nhân mình nhé. Rồi thì tiếp theo ví dụ mình sẽ chọn cái ảnh này đi, cái ảnh cọc vuông này, thì các bạn lựa chọn một cái ảnh mà các bạn muốn tải này, muốn in ấy, thì các bạn sẽ ấn vào đây. Rồi các bạn sẽ ấn vào ok đây. Rồi tiếp theo đây chính là cái ảnh mà các bạn muốn in này, là cái ảnh này, nó ảnh này hay là cái file PDF hay là tất cả giấy tờ mà các bạn muốn in đều ra đây. Tiếp theo các bạn chọn size nó thôi, cái ảnh này đang ở cái size form là cái photo là khi đi in ảnh, thì các bạn có thể lựa chọn nó về cái dạng A4 đều ok, thì nó sẽ tự cho xê cái kích thước cái ảnh in ra cho các bạn. Đó, tiếp theo các bạn sẽ chọn màu đen trắng, rồi lại giống như lại thôi, các bạn ấn đăng ký rồi bạn tắt đi, nó sẽ cho các bạn cái mã đó. Rất chi là đơn giản này, các bạn có thể chọn từ ảnh từ điện thoại, chọn từ ảnh từ trên mạng, hoặc các bạn in từ những cái từ mail mà mình đã gửi cho các bạn đó. Thì sau khi mà các bạn có mã này rồi thì các bạn mình sẽ chia sẻ hướng dẫn các bạn đi ra ngoài Comini, ngoài cụ thể là cửa hàng 7-Eleven đó. Đó thì các bạn đi ra đó và các bạn in như thế nào thì mình sẽ chia sẻ các bạn ngay bây giờ. Xin mời các bạn cùng theo chân mình nhé. Let's go. Rồi, các bạn đi ra ngoài 7-Eleven này nhá. Rồi, các bạn đi vào.
tới đây thì bạn sẽ đi tìm tới cái máy in như này. Các bạn sẽ nhìn thấy chỗ quyền in tội này, đó là quyền in tội này mình. Các bạn sẽ ấn vào nét tội quyền in tội này. Rồi thì các bạn ấn vào các quyền in này. Các bạn sẽ ấn cái mã số mà người ta gửi cho bạn ạ. Rồi sau khi các bạn nhập xong cái mã số ấy rồi thì các bạn sẽ ấn vào các quyền in như mình. Rồi, đây nó sẽ hiện ra luôn cái bản mà cái giấy tờ mà các bạn mới in ấy. Đó thì mình đã cài đặt tất cả thông số đây rồi. In in bản đen trắng này. 20 yên trên một tuần. Các bạn sẽ ấn vào kẹt tên này. Rồi tiếp theo các bạn đã nhận ra đây thì các bạn sẽ nhét tiền xu 20 yên vào. Rồi. Rồi các bạn ấn vào print rồi. Các bạn chờ tầm vài giây nó sẽ in ra cho các bạn. Nó hiện như này. Rồi đến đây là đã hiện này là ok rồi. Thì các bạn sẽ ấn vào cái studio này. Là xong. Quay về bàn này trước. Rồi giấy in thì các bạn sẽ lấy đây. Đó, đây chính là cái bản mẫu điền để xin lại cái hồ sơ trên điều cảng thì mình in mẫu cho các bạn nhé. Với tất cả giấy tờ khác thì các bạn cũng để in như thế này. Đó, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.